van nu niet gaan uiteindelijk. Dan ben je door naar de volgende ronde. Dan is er een enorme ontlading. Phần 3. Từ Amsterdam tới Catalan. Dấu ấn lớn nhất của Michaels là cân bằng những dòng trạng thái khác nhau. Trong trò chơi của 22 gã đàn ông tranh giành một quả bóng tại Ajax, ông một mặt tôn trọng triết lý bóng đá đẹp kế thừa từ cha ông, mặt khác khoác lên mình trường phái bóng đá cống hiến một lớp áo nghiêm nghị đủ để khiến bóng đá không rời xa mục tiêu thành tích. Với tầm nhìn dài hạn của Michaels, Ajax dần trở thành ông lớn trên trường quốc tế. Sau những cú vấp ngã trước Dunkirk Braga hay AC Milan, cuối cùng Ajax cũng chính thức điền tên lên đại lộ danh vọng. Năm 1971, họ vô địch cúp C1 châu Âu sau chiến thắng 2-1 trước Panathinaikos ngay trên sân vận động Wembley. Khoảnh khắc kỳ diệu trước 8,3 vạn khán giả ngày hôm ấy cũng khép lại chương sử hào hùng cùng Ajax của Michaels. Ông tự thấy đã chạm tới giới hạn sau khi đưa Ajax từ giai đoạn khủng hoảng đi thẳng tới đỉnh cao. Sứ mệnh tại Amsterdam cần chấm dứt. Ở Barcelona, một thử thách tương tự đang chờ đợi Michaels. Stephen Kovacs lên thay Michaels là một người thông thái. Kovacs thừa trí khôn để hiểu không việc gì phải xế tung đội hình và cố gắng tạo điểm nhấn bằng một vài thay đổi nhỏ cho phù hợp thời thế. Kovacs đã giành liên tiếp hai danh hiệu cúp C1 với Ajax. Năm 1973, một biến cố ập tới, Kovacs nhận lời dẫn dắt đội tuyển Pháp, Ajax như rắn mất đầu. Ban lãnh đạo đội lập tức lên kế hoạch bán Johan Cruyff, tiền đạo quốc dân. Giao kèo với Real được ghi nhớ cùng với mức giá kỷ lục. Nhưng Cruyff là thành viên của thế hệ vàng do một tay Michaels gây dựng. Nếu phải tới Tây Ban Nha, Cruyff muốn đến Catalan hội ngộ cùng với ông thầy cũ. Vào phút cuối, Johan Cruyff chuyển hướng và gia nhập Barcelona, trở thành cầu thủ có giá triệu euro đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới. Cuộc cách mạng chiến thuật mà người ta vẫn biết đến với tên gọi bóng đá tổng lực bắt đầu dịch chuyển từ Amsterdam sang Catalan.